thiệu với quý vị các bạn chiếc xe Hyundai Tucson này đã được trang bị bộ đề nổ từ xa. Thiết kế là hoàn toàn cắm rắc cho chính chiếc xe Hyundai Tucson này luôn, một chiếc xe rất là mới đúng không ạ? Dạ vâng, và sau đây tôi sẽ test cái tính năng đề nổ từ xa bằng Smart Key của nguyên bản của xe đấy. Đây, Smart Key các bạn, của xe các bạn có thể thấy ạ. Và để đề nổ từ xa chúng ta sẽ bấm 3 lần nút lock. Tôi sẽ thao tác đấy ạ. Đó, lúc này là xe đã được khởi động động cơ. Và lúc này là quạt gió điều hòa trong xe cũng đã được khởi động ạ. Các bạn hình dung là thời tiết mùa hè rất là nóng đúng không ạ? Và trước khi chúng ta vào xe thì chúng ta hãy khởi động từ xa đi, để cho nhiệt độ trong xe lúc này là nó đã dễ chịu hơn rất là nhiều khi mà chúng ta vào trong xe. Đó, đây là một tiện ích được trang bị rất là nhiều trên dòng xe cao cấp, dòng xe sang hiện nay. Và để ngắt động cơ thì chúng ta sẽ thao tác trên Smart Key, đó là cũng bấm 3 lần nút lock. Và đó, động cơ lúc này đã ngắt. Và tôi sẽ thao tác lại một lần nữa nhé các bạn nhé. Đó, động cơ đã được khởi động này. Và bây giờ tôi sẽ thử là một người ngoài và tôi cố gắng đột nhập vào xe khi mà không có Smart Key. Đó, tôi sẽ tiến lại gần xe. Hôm nay là tôi không đem theo chìa khóa đâu. Tôi cố thử mở cửa xe này, hoàn toàn không mở được các bạn nhé. Rất an toàn, vẫn đảm bảo an toàn cho chiếc xe của bạn. Đúng lúc này đây, trong xe là đồng hồ màn hình tablo đã sáng, điều hòa quạt gió đã đang hoạt động. Và tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn, ngoài Smart Key để chúng ta để nổ xe từ xa và chúng ta có thể sử dụng thêm một cách thức nữa, đó là chúng ta sử dụng smartphone hệ điều hành iOS này và Android đều có thể sử dụng app này nhé các bạn. Và kết nối của app này với hệ thống để nổ từ xa là sẽ sử dụng qua Bluetooth đó. Và ở trên app đây là giao diện của app này. Sau đây tôi sẽ thử thao tác. Ấn ở đây chúng ta có mở cửa xe này, khóa xe này, đề nổ này và ngắt động cơ. Sau đây tôi sẽ mở cửa xe này. Đó, các bạn đã thấy được. Hai gương đã mở ra và lúc này chắc chắn là cửa đang được mở đấy. Tôi sẽ lại gần. Đó, cửa xe đã được mở. Và tiếp theo tôi sẽ khóa cửa xe bằng app Bluetooth. Đó, lúc này cửa xe đã khóa rồi ạ. Và tiếp đến rất là hay, tính năng đề nổ từ xa trên ngay chính smartphone của bạn bằng một thao tác đúng một chạm thôi là chúng ta đã có thể là đề nổ từ xa. Đó, và cũng rất dễ dàng, với một chạm thôi chúng ta ngắt động cơ. Đó, và rất là thông minh, rất là hiện đại đúng không ạ, và an toàn, đặc biệt là an toàn. Đó, chúng ta hình dung là bây giờ chúng ta có app trên smartphone rồi thì cái trường hợp mà chúng ta để quên Smart Key trong xe ấy, thì lúc này chúng ta vẫn có thể là mở cửa xe bằng smartphone, một thiết bị điện tử mà chúng ta lúc nào cũng đem theo người đúng không ạ. Và xin cảm ơn các bạn nhé.